Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của Sắc Màu Cuộc Sống. Hôm nay mình lại rất vui được giới thiệu cùng các bạn vườn bưởi đỏ ở nhà em mình. Đây là vườn bưởi đỏ các bạn nhé. Các bạn thấy đẹp chưa? Quả đang sang màu đỏ đấy, nhìn rất là đẹp này. Đẹp chưa các bạn ơi, quả đẹp này mà. Thế này mình có ước lượng được bao nhiêu quả không chú? Khoảng bao nhiêu? Khoảng 2.000 quả. Nhưng vụ năm ngoái là bao nhiêu nghìn quả? Năm ngoái thì cũng thế đâu, năm nay cây này cành này quả đẹp này. Đây các bạn ơi, đây là bưởi đỏ các bạn nhé. Bưởi đỏ này là để mọi người là hay thờ Tết này các bạn ạ. Cái này quả cũng đẹp nhỉ? Đẹp mà. Ừ, quả rất là đều nhỉ. Cái này quả đẹp. Ừ. Này, các bạn có thấy bưởi đẹp chưa này? Đó, quả rất đều quả nhé. Có cả mật thủ này, nên quay được cả quả mật thủ luôn. À, ừ rồi. Đây có cả Phật thủ này các bạn ơi. Đây giới thiệu các bạn, đây là ông chủ vườn nhá. Ông chủ ơi, chào mọi người một cái đi. Chào mọi người nhá. Ừ, chào ông chủ. Đây, quả đẹp chưa các bạn ơi? Đây chủ người đẹp chưa các bạn ơi? Quay sang đây. Đấy chưa? Đấy. Đấy, quả này nhìn quả đẹp. Đây có cặp Phật thủ ở đây. Đấy. Quả quả này đẹp kìa, quả bưởi này đẹp này. Quả này không đẹp bằng quả bên này. Đây này, ui quả này đẹp thế. Quả đẹp hơn các bạn ơi, quả Phật thủ đẹp quá này. Rồi đẹp thế. Lẫn vào vườn bưởi đấy. Vẫn vườn bưởi đây. Tôi dí lên rồi mới thấy nó ngon. Vườn bưởi bên cạnh cũng đẹp nhỉ, à một góc kia. Đây là quả Phật thủ này thờ Tết các bạn nhé. Đến mùa chín là nó vàng đúng không? Trở sang màu vàng. Mà đặc điểm của nó rất là thơm. À, chung bưởi bên kia đẹp này. Đỏ không? Đấy, đẹp quá thôi. Cái này thì quả thì vàng, quả thì hồng. Đang vào vụ chín, chưa được đỏ lắm. Chùm này quả cũng đẹp này các bạn ạ. Ba quả chéo nhau. Rất là đẹp. Nhìn thấy thêm hai quả nữa. Ừ rồi. Cái này có một chùm rất đẹp các bạn ơi. Đó, đẹp chưa? Đây cũng bưởi cái đỏ nha các bạn ơi. Cái này nó chưa được chín đều. Cái bưởi dễn đẹp quá các bạn ơi. Quả vàng ươm luôn này.
quả đôi mới đẹp này các bạn ơi. Đây, đẹp chưa, nhẵn không các bạn ơi. Đẹp thế nhỉ, cây bưởi diễn này đẹp thật đấy. Vườn bưởi đỏ của nhà em mình đây ở thuộc thôn 3 Minh Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang các bạn ạ. Đây là bộ mắt ghép của mình đây, đẹp chưa các bạn ơi. Đây là mắt ghép của bưởi đỏ nhung này, nhìn đều này mà. Cho lớp như thế này đây. Và đây là toàn bộ mắt ghép của bưởi đỏ nhung đây các bạn, mà mình vừa quay vườn bưởi đỏ cho các bạn xem đó. Qua video này, nếu các bạn nào muốn trồng bưởi đỏ nhung hoặc là muốn lấy mắt ghép của cành bưởi đỏ nhung này để ghép sang các loại bưởi khác thì liên hệ với mình nhé. Số điện thoại mình sẽ để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.